Cùng với đó là kỳ World Cup 2022 sẽ diễn ra vào giai đoạn tháng 11 và tháng 12 năm 2022, do đó thì nhu cầu về bia sẽ càng được tăng lên. Hello, chào mừng anh chị em đến với chuyên mục cổ phiếu 10 phút của Team Tech Profit. Mình là Đức Mạnh và ngày hôm nay thì mình muốn mang đến góc nhìn của mình cũng như là của Team Tech Profit về mã cổ phiếu SAB của tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Ok, và trước khi đi vào phần phân tích chuyên sâu thì mình sẽ sử dụng bộ công cụ của Tech Profit để đánh giá sơ qua về mặt cơ bản cũng như là về mặt kỹ thuật của cổ phiếu. Đầu tiên thì về mặt cơ bản thì Sabeco đang có mức định giá là 8/10 cũng như là hiệu quả hoạt động cũng như là sức khỏe tài chính được chấm điểm ở mức khá là cao. Điều này cho thấy là định giá của Sabeco đang khá là rẻ. Bên cạnh đó là hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính cũng rất tốt. Còn về sức mạnh dòng tiền thì hệ thống vẫn đang cập nhật. Tuy nhiên thì Sabeco là một cổ phiếu mà có thanh khoản thấp do hiện tại cổ phần được nắm giữ bởi các cổ đông lớn là chủ yếu. Còn về sức mạnh giá trong 20 phiên gần đây thì Sabeco đang cho thấy một cái sự nhỉnh hơn so với thị trường chung. Còn nếu mà xét về 60 phiên thì cũng cho thấy một cái sự tương tự khi đây là cổ phiếu trụ. Và trong thời gian qua VN Index đã bị giảm rất nhiều nhưng mà Sabeco vẫn giữ được giá, cho thấy đây là một cổ phiếu là khá là khỏe và không phụ thuộc quá nhiều vào thị trường chung. Đó là một chút về yếu tố cơ bản lẫn kỹ thuật của cổ phiếu. Còn để đánh giá chi tiết hơn về Sabeco thì xin mời anh chị em hãy cùng đồng hành với mình trong vài phút tiếp theo nhé. Ok, và bài chia sẻ của mình thì có 4 phần. Thứ nhất là về tổng quan doanh nghiệp, thứ hai là tình hình tài chính, thứ ba là tiềm năng tăng trưởng và cuối cùng là rủi ro. Đầu tiên thì về tổng quan thì khi mà nhắc đến Sabeco thì người ta sẽ nhớ ngay đến thương vụ M&A lớn nhất Việt Nam vào năm 2017 của Thái Beverage khi mà mua lại 53,6% cổ phần của Sabeco với cái số tiền khổng lồ lên đến là 5 tỷ đô, tương với mức giá là 300.000 trên một cổ phiếu. Hiện tại thì Sabeco là công ty bia lớn nhất Việt Nam với hơn 26 nhà máy trên cả nước, tổng công suất hiện nay là khoảng 2 tỷ lít trên một năm. Nguồn doanh thu chính của Sabeco thì đến từ bán bia, ngoài ra thì còn có phân phối các nguyên phụ liệu và nước giải khát. Còn về cơ cấu cổ đông thì hiện nay cơ cấu cổ đông của Sabeco khá là cô đặc với chỉ hai cổ đông lớn, trong đó thì công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage thuộc sở hữu của Thái Beverage là công ty mẹ thì nắm giữ khoảng 53,59% cổ phần. Cổ đông lớn còn lại là SCIC thuộc nhà nước đang sở hữu 36%. Việc sở hữu hơn 50% cổ phần tại Sabeco thì đã giúp cho Thái Beverage hoàn toàn nắm quyền tại công ty này và loại bỏ hoàn toàn những cái rủi ro liên quan đến xung đột lợi ích. Ngoài ra thì SCIC nắm giữ 36% cổ phần. Đây là lượng cổ phần vừa đủ để thực hiện quyền phủ quyết do Sabeco là công ty bia và đồ uống lớn nhất Việt Nam hiện nay. Do đó vô hình chung có thể tác động lớn đến thị trường. Đó là lý do nhà nước vẫn giữ tiếng nói của mình cho công ty này. Về tình hình tài chính thì mình sẽ đi qua 3 phần nhỏ. Thứ nhất là cơ cấu tài sản, thứ hai là về cơ cấu nguồn vốn và cuối cùng thì mình cũng sẽ update một chút về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đầu tiên là về cơ cấu tài sản thì tổng tài sản có xu hướng tăng đều qua thời gian. Trong đó thì lượng tiền mặt mà Sabeco nắm giữ là rất lớn, chiếm từ khoảng 60 đến 70% tổng tài sản và là một trong những công ty mà có lượng tiền mặt lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay. Khoản phải thu và hàng tồn kho cũng ở mức thấp và duy trì tỷ trọng trên tổng tài sản qua thời gian. Có thể thấy là Sabeco cho thấy một cái sự ổn định khá lớn. Còn về cơ cấu nguồn vốn thì tổng nguồn vốn cũng có sự tăng lên tương ứng. Cái khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thì chiếm phần lớn trong cơ cấu nguồn vốn và có xu hướng là tăng theo thời gian, cho thấy cái sự tích cực trong hoạt động kinh doanh khi mà cổ tức của Sabeco đều trả rất là đều ở mức 35% trên một năm. Bên cạnh đó thì khoản nợ chiếm dụng cũng là một phần tương đối lớn quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn. Điều này đã giúp cho Sabeco đã giảm được nợ vay nợ tài chính và giúp cho là cái tỷ lệ nợ vay nó chỉ ở quanh mức 3%, cho thấy cơ cấu nguồn vốn của Sabeco rất lành mạnh. Còn đối với kết quả kinh doanh thì doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sabeco trong quý 2 năm 2022 đã tăng lần lượt là 24,6% và 67% so với cùng kỳ năm 2021, nhờ vào nhu cầu được cải thiện và đã tiết giảm được cái chi phí trong sản xuất. Đặc biệt là giá nguyên liệu giảm mạnh và Sabeco đã ký hợp đồng đến hết năm 2022 với cái mức giá nguyên liệu ở vùng thấp. Điều này đã giúp cho biên lợi nhuận gộp của Sabeco được cải thiện mạnh từ 33,9% trong quý 1 năm 2022 đã lên mức 38,4% trong quý 2 năm 2022. Đây là một mức biên lợi nhuận cao nhất trong thời gian qua. Về tiềm năng tăng trưởng thì luận điểm đầu tiên đó là tăng trưởng doanh thu nhờ sự phục hồi nhu cầu và tăng công suất lẫn là giá bán. Sau khi dịch Covid đi qua thì các quán ăn, nhà hàng thì bắt đầu mở cửa, khiến cho các sản lượng tiêu thụ bia tăng lên. Cùng với đó là giá bán cũng tăng lên ở hầu hết các công ty trong ngành, đã khiến cho doanh thu trong quý 2 năm 2022 đã tăng trưởng rất mạnh. Ban lãnh đạo thì cho biết trong năm 2022, Sabeco sẽ tăng giá dưới 10%, tuy nhiên chắc chắn sẽ tăng cao hơn mức 2-3% như mọi năm. Bên cạnh đó thì trong quý 2 2022 này thì Sabeco đã cho ra mẻ bia đầu tiên sau khi tăng công suất của nhà máy bia Sài Gòn Quảng Ngãi. Tổng công suất hiện tại của Sabeco đạt mức hơn 2 tỷ lít trên một năm. Như vậy là công suất thiết kế của Sabeco thì có thể đáp ứng được hơn 50% nhu cầu của thị trường.
Cùng với đó là kỳ World Cup 2022 sẽ diễn ra vào giai đoạn tháng 11 và tháng 12 năm 2022. Do đó thì nhu cầu về bia sẽ càng được tăng lên. Có thể thấy là cả giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ đều cho thấy sự tăng lên, sẽ khiến cho doanh thu của Sabeco tăng trưởng tốt. Lợi điểm thứ hai thì đến từ chi phí. Giá các nguyên liệu chính là lúa mạch và nhôm đã giảm mạnh thì điều này sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận của công ty. Đầu tiên thì lúa mạch là một nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất bia. Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra thì giá lúa mạch đã tăng rất mạnh, khiến cho biên lợi nhuận gộp của Sabeco bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên sau đó thì giá lúa mạch đã hạ nhiệt và đến thời điểm hiện tại đã giảm một nửa so với đỉnh từ hồi tháng 2 năm 2022. Với việc năm 2022 Sabeco đã chốt xong hợp đồng giá nguyên liệu trong cái thời điểm mà giá nguyên vật liệu ở mức thấp đã khiến cho biên lợi nhuận của quý 2 2022 này đã tăng mạnh nhất trong 3 năm qua. Nếu mà giá lúa mạch vẫn trong xu hướng giảm hoặc giữ nguyên như hiện tại thì năm 2023 Sabeco sẽ chốt được hợp đồng giá nguyên liệu ở mức rất thấp và kỳ vọng vào việc là biên lợi nhuận gộp sẽ được cải thiện nhiều hơn. Tương tự thì nhôm cũng là một nguyên liệu chính để sản xuất vỏ lon. Tuy nhiên thì Sabeco không công bố chi tiết tỷ trọng của vỏ lon trên tổng giá vốn, nhưng có vẻ sẽ là một tỷ trọng tương đối lớn. Việc giá nhôm liên tục hạ nhiệt từ đầu tháng 3 cho đến nay đã góp phần giúp biên lợi nhuận gộp của Sabeco tăng cao. Luận điểm thứ ba đó là Sabeco đã cải thiện được thị phần của mình. Cụ thể là thị phần của Sabeco đã tăng lên mức 36,6%, cao hơn mức 34,5% trong quý 2 năm 2021 và 31,8% trong quý 1 năm 2022. Việc thị phần của Sabeco tăng thì mình dự kiến phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là sản lượng được phục hồi và thứ hai là chiến lược marketing của Sabeco đã phát huy hiệu quả khi mà các sản phẩm mới của Sabeco đã đi đúng xu hướng hiện nay và có thể đánh đúng vào đối tượng khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên thì Sabeco cũng phải đối mặt với các rủi ro, và rủi ro ở đây thì liên quan đến việc là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào. Sabeco đã ký hợp đồng giá nguyên vật liệu đến hết năm 2022. Tuy nhiên thì 2023 Sabeco sẽ phải ký hợp đồng mới với cái mức giá nguyên vật liệu mới. Với cái việc tình hình vĩ mô thế giới vẫn rất là bất ổn và liên quan đến chính trị hay là thiên tai hay là chiến tranh thì sẽ khiến cho giá nguyên vật liệu biến động mà khó có thể dự báo được. Do đó thì việc giá nguyên vật liệu như là lúa mạch hay là nhôm có thể biến động trong năm 2023 sẽ là một cái rủi ro lớn mà ảnh hưởng rất lớn đến biên lợi nhuận của Sabeco, và đây sẽ là những cái yếu tố mà cần phải theo dõi sát sao. Với những cái triển vọng trên thì được tính đến nửa cuối năm 2022 sẽ là giai đoạn đáng mong chờ đối với Sabeco khi mà công ty đang sở hữu cả thiên thời và địa lợi, cùng với đó là những cái rủi ro không thực sự đáng quan ngại và ít nhất thì năm 2023 mới có thể bị ảnh hưởng nhiều. Sabeco hoàn toàn có thể trở thành một khoản đầu tư tốt cho giai đoạn thị trường khó khăn này. Và ngoài lề một chút thì sắp tới vào giữa tháng 10, TechProfit có tổ chức khóa học là Let Investing hoàn toàn miễn phí. Khóa học này thì bao gồm cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, thì do hai giảng viên là anh Linh Phan và anh Dê Nguyễn trực tiếp đứng lớp. Nếu anh chị em quan tâm đến đầu tư chứng khoán và muốn học hỏi thêm những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm trong việc giao dịch trong sideways thì có thể đăng ký khóa học hoàn toàn miễn phí này. Link mình sẽ để ngay bên dưới video, hoặc anh chị em có thể truy cập vào trang web techprofit.vn nhé. Và bài chia sẻ của mình về mã cổ phiếu SHB đây là kết thúc. Thì xin cảm ơn tất cả anh chị em nhà đầu tư đã cùng đồng hành với mình đến cuối video. Nếu anh chị em thấy bài chia sẻ của mình hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh Tech Profit và đừng quên ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của team Tech Profit nhé.